Và bây giờ là chúng ta lại tiếp tục đến với nhau trong trận đấu for DeFi và thực hiện bởi siêu nhân Startavic trong ngày hôm nay. Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tavic. Mọi người vẫn đang rất là chờ đợi những video mà mọi người gửi về để chúng ta có thể thông nhau trong tất cả các thể loại game hiện giờ. Và tạm thời thì bây giờ mọi người đang được giải ngũ trong một trận đấu for DeFi. Vâng, của cao thủ top 1 hàng đầu của Việt Nam. Vâng, mang tên là Startavic. Nhảy vào những nơi vắng vẻ thì có vẻ nó đang hơi e gắt dành trong game, nên tôi hôm nay tôi sẽ nhảy vào một cái khu của nó đông đảo hơn một chút, đó chính là Pochilok. Nghe đồn là ở trong cái khu này thì có khá nhiều thanh niên khát máu, và tôi sẽ thử vào đây xem cái độ khát máu nó như thế nào. Và nhìn nó khá cũng đã có vài thanh niên, và có vẻ sẽ có đất để chúng ta thi thố trong trận đấu này. Vâng, cao quá. Vâng, leo mỡ cả lên nóc nhà luôn. Vâng, mất 50 tiết. Vâng, 45 tiết. Người ta gọi đây là chấp máu à? Vâng, đã Axida còn sông pha đi hiến máu. Đã nghèo còn hoang. Vâng, nhà thì đã đeo khó, là còn kích tiêu hoang. Hôm nay thì vừa mới mở ra được thanh niên da đen. Vâng, một nhân vật màu da đen thì trông nó khá là manly. Đã có một khẩu của P5. Vâng, nhà này khá ít đồ. Mà tôi nhớ không nhầm thì những nhà to to như này nó phải nhiều đồ lắm cơ. Không sao được, có mỗi cái lón với cái khẩu súng như này. Tôi thích chơi nhân vật con gái. Bởi vì đứng ở sau ngắm bông nhà chính thôi, chứ chơi thì ít. Nhưng mà có vẻ như chơi nhân vật con gái tàn chết. Tôi nghe có tiếng bước chân Tây Sơn thần có mẹ tóc ở đâu đấy. Vâng, lớn ngớ vớ được huy trường đây nè. Rồi. Lại còn chơi kiểu lò dò, vâng, đánh như kiểu du kích. Vâng, đúng phong cách của các cụ Việt Nam chúng ta. Vâng, lò dò mỗi tội là không chi nhê. Vâng, có người đến trò đồ ngay, cần đi đâu phải lút đồ đâu. Đơn giản. Lớn ngớ vớ huy trường, tự nhiên chạy năng xăng kiếm được đống đồ. Một kinh nghiệm xương máu dành cho những người chơi đó là các bạn không nên chơi nhân vật nữ, bởi vì chơi nhân vật nữ sẽ bị phân tâm khá là nhiều khi mà chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để ngắm vào cái vị trí không đâu đó ở trên màn hình một cái ô tô. Và bây giờ tôi sẽ lúc tránh mấy thanh niên đại gia đi ô tô đi, nó dừng rồi. Định mệnh, vâng, thanh niên ăn ở phải gọi là siêu tốt. Ăn ở kiểu gì mà bắn hai phát là tóc đầu luôn. Nên viện ngồi ngay lập tức. Hai mạng đơn giản. Vâng, hóa ra mình bắn bây giờ trình lại cao. Đứng ngớ lại vớ nhiều huy chương luôn đấy. Vâng, có lẽ sau một vài clip tôi quen tay trong trò này, tôi sẽ bắt đầu làm những cái kiểu gọi là một chút gọi là thách thức nhiều hơn một chút. Ví dụ như tay không bắt giặc, tay không lấy tất một xem như nào. Và hình như tôi chưa thấy có cái clip nào ở trên YouTube bây giờ có cái quả tay không lấy tất một cả. Còn lại có ô tô đâu đó. Một trò chơi mà có lẽ là mọi người chơi nó cũng khá là dễ để nắm bắt được thế trận. Vâng, nó không khó giống cho những trò MOBA hiện giờ. Đây là một trò chơi mà đơn giản và khiến cho người chơi có thể bắt ngay được với lại nhịp độ của trận đấu. Một khẩu SK, một khẩu MP5. Và như vậy là combo này là combo chuẩn rồi. Tôi chỉ dùng hai súng này thôi. Trong nhà này như có thằng nó vừa khoáng hết đồ gì phải, nó không còn một cái sơn mũi gì hết, nó ăn lấy gọi sạch bách luôn, nó không còn thừa lại một món nào. Là bên ngoài có cái gì kia. Băng đạn.
Cái khu Pochilok này nghe đồn bảo đông lắm mà sao vào chả thấy ma nào vậy? Mới biết được 24 bây giờ nó chạy mẹ thì đâu hết rồi. Vâng, muốn thể hiện tài năng nhưng mà có lẽ là cũng không được. Ông trời đang gọi là vùi dập nhân tài, chưa cho Tam Mix thể hiện được tài năng trong trận đấu này. Mọi người cứ chờ đợi. Sau một số lần rút ra được kinh nghiệm gọi là xương có mẹ có máu, đó là chúng ta không nên lúc di chuyển liên tục, đó là cách để có thể sống sót được tốt nhất ở trong cái trò chơi này. Và mới đầu các bạn chơi các bạn thường sẽ lúc bằng làm anh hùng lúc, nhưng mà rất có thể anh hùng lúc sẽ là về vườn bồng về với bạn ngay trong một lốt nhạc. Ba lô đây rồi và cuối cùng cũng đã tóm được cái ba lô. Chọn vị trí đó là cái nguyên tắc hàng đầu ở trong Codify. Vâng, đồ nó chỉ là một cái yếu tố gọi là phụ thuộc thôi. Vâng, nhiều khi mắc đồ mà đứng ở trong cái vị trí là bắn cho tác xủ thì thôi thì cũng gất trên là quất. Còi báo động đang hú liên sạch sạch. Một vị trí khá đẹp, vâng, đứng ngay sát bo. Cái gì đấy? Thằng nào đang bắn mình à? Đậu phộng, rất cầm mình, vâng, chơi cả xe tàng hình nữa. Vâng, tự nhiên có xe lổ ngay trước mặt. Vâng, trò này mới chơi nó sẽ rất là ngoài cổ. Vâng, những pha gọi là nhìn 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 ở bên cạnh, vâng, kẹo con mẹ đầu sang để nhìn, mặc dù là cái màn hình nó là màn hình thẳng. Như một thói quen, vâng, nhìn ở trên một cái góc gọi là lệch khiến cho cổ mình ngạo ổn đi. Vâng, tôi nghĩ là cũng có nhiều thanh niên giống tôi, vâng, mới chơi là đầu nó cũng lắc lư liên tục. Như vậy là vừa nãy một pha xe lổ, như vậy là có một thanh niên đứng ở đâu đó bắn lổ xe ở ngoài. Vâng, chơi cả xe tàng hình nữa, công nghệ cao vậy chơi sao được. Và chúng nó đánh như hack. Có 17 người. Đây rồi, tôi nhìn thấy có một thanh niên trong nhà. Cơ hội để trổ tài đã đến. Phải hổ báo cáo chồn thì đối phương mới sợ. Chúng ta hãy trở thành sói, đừng trở thành cừu ở trong cái trò chơi này. Còn thành cừu là bị chúng nó làm thịt lúc nào không hay. Chúng ta cứ phải hổ báo cáo chồn lên. Vâng, nhiều khi hổ báo cáo chồn đi lang thang như này rất có thể là sẽ bị ăn vài viên đạn vào gáo và nằm đất. Nhưng cái đấy là gọi là trường hợp gọi là hi hữu thôi. Vâng, đen thì nằm xuống thôi. Vâng, vẫn là một câu muôn đời, đó là do ăn ở. Vâng, trò này nó do ăn ở phụ thuộc quá nhiều. Bây giờ áp sát với cái tòa nhà cao cao thì là rất dễ là bị ngắm bắn chết. Tôi sẽ trốn, quay trở lại đây. Không có ai, ra ra ta lút đồ vừa nãy vậy. Máu và đạn, vâng, lòng hai à, có lòng lòng và băng đạn. Ok, ngon, là khá nhiều đồ, vâng, gần mắc đi tem rồi đấy, vâng, full combo đến nơi rồi, đã trở thành jam đến đít rồi.
Codify là một game mà có lẽ là mọi người mới chơi sẽ rất nghiện đi nhặt đồ. Nhưng thực sự thì với những người mà đã chơi rồi thì cái loot đồ nó không quan trọng. Mình cũng không chú trọng loot đồ lắm. Mình chủ yếu mình đi tìm góc, mình ngồi mình bắn đi. Bên kia, và như vậy lại có một em hàng nữa. Vâng, đây rồi. Hồn nhiên như cô tiên. Này, chắc thì lại đậu phộng. Mọi người nó bé quá. Tuy nhiên là lấy nhân vật tiền kinh thì phải chạy nhanh vãi trường. Vâng, chạy à, anh vào anh giang bang chết thì thôi. À, được, ui, ui, lắm máu thế. Vừa bắn đỏ máu rồi, bây giờ bắn thêm gần 200 máu nữa vẫn chưa chết. Vâng, hack à. Ngồi cắn máu à. Khá nhiều đồ. Vâng, giáp ba ba lô ba chảo đủ các kiểu là điều. Vâng, tự nhiên thành giàu cũng thật là dẫm đạp lên sân xác người khác mới nhanh giàu được. Có xe mình rất ghét thằng nào đi xe ô tô nhé. Rồi trốn đi. Vâng, ở đây bắt đầu có biến, tôi vào nhà tôi thủ. Vâng, đồ tự nhiên thành nhiều. Vâng, mũ 2, chắc 3, ba lô 3. Súng có ngắm, có tay cầm, có lòng, đủ các kiểu, có chảo thuốc đạn luôn. Tự nhiên thành full đồ luôn. Bốn mạng rồi. Thằng nào nó cứ lái ô tô chạy vòng quanh cái nhà của mình không biết. Đi mẹ chỗ khác đi, tao ra. Đây giờ cái cô chỉ lúc này khá là phức tạp. Vậy là còn 10 người. Sống lâu thành huyền thoại. Tôi chuẩn bị thành huyền đại nơi rồi. Và không những thành huyền thoại, nó còn được nhân giống nữa cơ. Được bảo tồn trong viện bảo tàng. Vâng, cho vào làm nhân giống. Hiện giờ thì mình đang chơi bên server Việt Nam và mình nghe đồn là server Việt Nam là nhiều cao thủ nhất. Vâng, nhiều cao thủ ít có ngủ. Và trong đó thì đang có một cao thủ đang chạy lông nhông giữa đường. Vâng, dựa lưng vào bò. Bây giờ trình độ người chơi đã cao hơn hẳn rồi. Vâng, đứng lối đi ngoài đường là rất có thể là sẽ ăn gáo và sấp mặt ngay lập tức. Nó không đơn giản như cái hồi mới tập chơi. Mới tập chơi lúc đấy là mấy thanh niên bắn nó còn chi đa. Vâng, bắn mãi không trúng. Vâng, đứng phải gọi nửa tiếng bắn không chết được thằng. Nhưng bây giờ thì đứng đứng ngớ khoảng 5 giây là chết mẹ rồi. Vâng, nên đánh phải cẩn thận. Rồi, chỗ này không nhảy ra được. Fuck, con chảo đã nhảy ra được này. Thế đi chỗ nào? Bò đi xuyên qua bò à? Được, anh lấy đà anh nhảy. À đây có cái bàn. À, may mà mình thông minh. Rồi, tí là đi bị nhốt bên trong.
bo vào vùng hangar, cái vùng này nó trống thì thôi rồi, và cái nó kiếm cái chòi mà thủ là chắc. Cái chòi ngoài bo, chòi ngoài bo. Ngoài bo của én, đứng ngoài bo tí nó bo vào lại bất công chạy. Còn ba người nữa thôi, và chúng ta chuẩn bị hướng đến gọi là mục tiêu nhân giống trong trận đấu này. À đây rồi, tôi nhìn thấy một cái chòi nữa bên trong, và có lẽ là thủ trên cái chòi này. Những giây phút cuối cùng này thì hạn chế di chuyển cũng được. Nice, con thanh niên nào lại phi ô tô lên đây. Đúng. Cái vùng này trống vốc trống hoác, một cái địa điểm bò mà có lẽ là muốn lúc cũng khó. Cái xe, tôi nhìn thấy cái xe ở kia rồi, và như vậy là có một thanh niên núp ở đằng sau cái nhà kia. Đúng, chết mẹ rồi, vâng, có 5 người, không biết thằng đằng sau nhà này chết chưa, vừa bắn nhau ở đâu không biết. Nếu đã không nhầm thì xong, sau đây có một người này, đứng đấy đi và cho nó đứng đấy đi. Tôi sẽ đợi. Và tôi phải ke cái góc ở bên dưới cầu thang này, không nhớ là có thằng nào nó bò lên đây nó bắn mình thì đúng là sấp mặt. Cái chỗ này áp sát được chòi này rất khó, một cái gọi là đồng không mông quạnh đúng sân bay, và không có một chỗ nào để lấp. À, tôi nhìn thấy có một người ở đằng gốc cây kia, và có lẽ là hai thằng kia sẽ bắn nhau. Tôi sẽ đợi cho cái thằng gốc cây bắn nhau với thằng trong nhà kia đã. Bình tĩnh, đây gọi là binh pháp tôn tử. Nghêu sò đánh nhau là 8x là trục lợi trong vụ này. Chết rồi, và con đang chết rồi, và có vẻ như thanh niên đứng ở gốc cây bắn khá là hay, và thanh niên đứng trong nhà cái chết rồi như vậy. Còn 4 người, vâng, đây gọi là gương rắc lợi thôi. Bây giờ ra bắn nè, đã nằm nằm lầm cái tôi này thì lầm chặt kéo chết vậy đi. Ô thanh niên bên kia chưa chết kìa, lại ra bắn nhau tiếp được rồi. Để mình xử lý. Đang ngoài, và bên kia đâu? Ô đậu, ôi bên này chết mẹ rồi không ạ? Hay lắm, và thằng kia làm nhiệm vụ rất tốt, vâng, bắn chết được thằng trong gốc cây, mình bắn chết nó, như vậy là còn 2 người, vâng, còn lại 1 người thôi. Đấy rồi, chạy à, chạy đầu cưng. Mệnh, vâng, súng súng hàng Quảng Châu à. Đây vẫn chết, vâng, vẫn được nhân giống ạ. Vâng, tôi tưởng tôi mua phải khẩu súng lở nhưng không phải, vâng, do mình bắn sida quá nên trận. Vâng, tôi một trong ngày hôm nay, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu mà đấy đã bắn, và chúng ta sẽ gặp nhau trong trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.